Thưa quý vị, thay mặt ban tổ chức xin chúc mừng cặp đôi Nguyễn Thị Nhật Minh và Lê Thị Kỳ Trâm vừa chiến thắng trong nội dung chung kết thi đấu đôi nữ. Và tiếp ngay sau đây, ban tổ chức xin thông báo sẽ là trận chung kết nội dung đôi nam hạng A. Xin kính mời các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em trong tập đoàn ổn định vị trí để trận đấu được bắt đầu. Xin cảm ơn. Một lần nữa xin mời các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em trong tập đoàn ổn định vị trí để trận đấu được bắt đầu. Đó chính là trận chung kết đôi nam hạng A giữa hai cặp vận động viên Nguyễn Đình Thường, Phan Tiến Dũng và cặp vận động viên Nguyễn Quỳnh Đô, Nguyễn Văn Tuyền. Trọng tài của trận chung kết đôi nam hạng A xin giới thiệu trọng tài Nguyễn Duy Bắc. Quý vị hãy nổ tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho hai cặp vận động viên của chúng ta. Xin mời đôi vận động viên Nguyễn Đình Thường, Phan Tiến Dũng, Nguyễn Văn Tuyền. Thank you.
Thank you.
Oh,